Vâng ạ, lại là shop đồ dệt Tây Huyền hướng dẫn các bác cách sử dụng cái em nồi cơm Panasonic với mã SR cái ngang SG102 các bác nhé. Em này thì có màn hình LED, có Eco, Navi cũng như là công nghệ cao tần steam hơi nước, tuần hoàn hơi nước luôn. Và chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần màn hình bên trong. Bên ngoài thì đồ dệt Tây Huyền đã dán dịch kính về cho các bác rồi. Chúng ta sẽ ấn menu này. Đó, sáng rực luôn và mặc định đây là chế độ gạo trắng nhé. Rồi, có các loại gạo trắng này, gạo lứt này, phân chia cơm này, gạo thực dưỡng, các loại đậu ấy quá. Chúng ta sẽ quan tâm đến gạo trắng. Quay lại đây và ấn menu một lần nữa. Để mũi tên xuống hàng thứ hai là các phương thức nấu của nồi. Đầu tiên đây là gạo bạc các bác nhé. Và chế độ nấu ngon của nồi là chúng ta chỉ việc ấn nút nấu thôi. Đó, thì nồi sẽ nấu cơm cho các bác luôn. Em này có Eco Navi nên siêu tiết kiệm điện cho các bác luôn này. Tắt đi này. Xuống tiếp ở dưới gạo bạc đây, chúng ta sẽ dùng mũi tên để đi xuống đấy. Và sang trái sang phải. Sang bên phải thì chế độ nấu nhanh thì nấu khoảng 30 phút là sẽ xong. Dưới nấu nhanh đây đang nhấp nháy ấy các bác là chế độ nấu cháo này. Và chúng ta chọn chế độ nào chúng ta ấn với chế độ đó và chúng ta ấn nút nấu và nồi sẽ nhận lệnh cho các bác. Đây là chế độ cơm trộn kiểu Nhật thì bên Nhật thôi, Việt Nam mình không dùng tới. Cơm để làm sushi này hay là bếp nướng này, đó, nhạt này, trung bình này hay là đậm này thì sẽ có phần cháy ở đây, bếp cháy ấy các bác. Đó, lại quay lại đây chúng ta ấn một lần nữa thì xuống dưới này. Đây là chế độ chưng hấp các bác nhé. Chúng ta sẽ chỉnh cái thời gian chúng ta muốn hấp trong bao nhiêu phút thì chúng ta sẽ chỉnh tăng giảm ở mũi tên này, rất là hay. Sau chúng ta ấn nút nấu này thôi và nồi sẽ nhận lệnh cả chưng hấp cho các bác luôn. Rồi, và dưới chưng hấp này chính là cái chế độ quan tâm này, chúng ta sẽ không cần phải quan tâm đến lắm ạ. Mà chúng ta sẽ chỉnh về cái phần thời gian giờ. Đây cái dưới cùng đây là giờ. Về giờ hiện tại của Việt Nam mình và ấn nút mũi tên sang trái sang phải luôn. Hiện tại là 09 giờ 50 phút. Giảm về này. Ấn và giữ. Và giảm theo phút các bác nhé. À đây là tăng lên rồi, xin lỗi các bác. 09 giờ 50 nào. Thì đỡ, chúng ta giữ thế này thì đỡ phải ấn cho mỏi tay. Sau khi chỉnh xong giờ ấy thì chúng ta sẽ có thể dùng được chế độ hẹn giờ này. Đó, chúng ta vừa chỉnh giờ là cái dưới cùng này các bác này. Hẹn giờ thì chúng ta sẽ lựa chọn trước menu, đây đã mặc định là gạo trắng nấu ngon rồi. Chúng ta sẽ hẹn giờ nhé. Ví dụ chúng ta muốn là 12 rưỡi có cơm ăn đi. Đó, 12 giờ 30 luôn này. Giảm hay là 12 11 giờ 50 có cơm ăn đi thì chúng ta sẽ chọn cái thời gian ở đây nhé. Và chúng ta nhớ ấn nút nấu. Sau khi ấn nút nấu chúng ta thấy rằng là nó sáng đèn màu xanh ở chế độ ở cái nút hẹn giờ này, tức là nồi đã nhận lệnh ở hẹn giờ. Hẹn giờ là 11 giờ 50 phút trưa sẽ có cơm ăn và nồi được nấu chế độ gạo trắng nấu ngon cho các bác luôn nhé. Rất là hay các bác ạ. Chúng ta lưu ý trước khi dùng được chế độ hẹn giờ này thì chúng ta sẽ phải lấy thời gian về chuẩn đồng hồ về giờ Việt Nam mình, các bác lưu ý nhé. Đó, và hâm bổ nóng ở đây rồi chúng ta mới chọn sang cái chế độ kia, rất là hay đúng không ạ. Và ngoài mẫu này ra, đồ Nhật Thanh Huyền còn rất nhiều cái video hướng dẫn chi tiết cụ thể các mẫu nồi cơm khác nữa. Các bác có thể vào kênh YouTube Đồ Nhật Thanh Huyền, vào danh sách phát, vào hướng dẫn sử dụng nồi cơm Nhật Bản để có thể tìm cái dòng nồi cơm mà nhà mình đang sở hữu. Hoặc các bác có thể comment ở phía dưới video này. Phía dưới video này, những cái nồi cơm mà nhà mình đang sở hữu mà chưa có bản dịch tiếng Việt hoặc là chưa có video hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt thì để lần sau Đồ Nhật Thanh Huyền sẽ làm video về cái mẫu đó gửi lên, up lên cho các bác để chia sẻ với toàn thể tất cả cộng đồng các bác yêu hàng nồi cơm Nhật. Kể cả là nồi không mua tại Đồ Nhật Thanh Huyền thì Đồ Nhật Thanh Huyền vẫn hỗ trợ cho các bác nhé. Các bác có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo 0936811346 để có thể được tư vấn một cách rất là chi tiết, hoàn toàn miễn phí cho các bác ạ. Vâng, và cảm ơn các bác đã ấn nút like, ấn chữ đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của shop.